Hello mọi người, hôm nay mình có thời gian rảnh vì là cuối tuần nên mình muốn làm một video nói về một ngày cuối tuần của mình ở Đức như thế nào. Đầu tiên thì mình sẽ làm đồ ăn sáng. Hôm nay mình nướng bánh mì và mình ăn kèm với trứng và chả lụa nữa. Ăn xong thì mình thay đồ để đi ra ngoài. Ok, đi thôi. Xuống đến cửa thì mình hơi lắc vì cánh cửa đẩy ra chứ không phải đẩy kéo vào. Trời ơi, thời tiết hôm nay dễ chịu, không quá lạnh mà cũng không nóng nữa. Thực ra hôm nay tụi mình cũng chỉ tính đi dạo phố thôi, vì ra đến đây cũng không biết là nên đi đâu nữa. Mình nhớ là tuần trước mình có ra đây và thấy ở trên đường người ta bán rất là nhiều đồ. Hôm nay cũng ghé vào mua một ít nấm. Mình không dám quay lên vì mình ngại với cô bán hàng. Nấm thì có nhiều loại lắm, nhưng mà hôm nay tụi mình mua nấm đùi gà. Bây giờ tụi mình tính đi thêm một đoạn nữa, vì trên đó tụi mình chưa đi bao giờ. Tính ra thì đồ ăn hôm nay cũng không cần mua nữa, vì hôm qua đi học về thì mình có ghé vào siêu thị để mua rồi. Thường thì đi ngoài đường mình không bao giờ cởi khẩu trang ra, nhưng mà hôm nay quay video nên mình ngoại lệ. Nhưng nên bạn mình ơi, con đường này vắng, thấy toàn xe hơi không à? Có mỗi hai bóng dáng thôi mình. Đoạn này là mình vẫy vẫy bạn mình sang để chào các bạn. Đến đoạn này thì bạn mình nhìn thấy một cửa hàng và tụi mình tính ghé xem có đồ gì mua được không. Cửa hàng tên là Luma, chắc các bạn ở Đức thì không lạ lắm gì nữa. Mình có mua một túi cà phê. Cà phê? Vì dạo này cũng hơi thèm cà phê. Ôi nhìn cà phê ba cái mũi lớn chứ rất ngon. Mình kêu là một cà phê nhưng mà sau đó mình đã lấy cappuccino. Thịt thì cũng giống Việt Nam, có thịt gà, thịt bò, thịt heo. Mình thì hay mua thịt gà nhất vì thịt gà dễ ăn, dễ nấu nữa. Phía bên này thì phô mai. Phô mai thì mình chưa mua bao giờ vì mình không thích ăn phô mai lắm. Bên này thì xúc xích.
xúc xích Đức thì hơi mặn so với Việt Nam, mình thấy vậy. Sang bên này thì những món dành cho tráng miệng, có kem thì cũng nhiều loại, rồi trái cây nữa, có chuối, cam, nho, đào, táo, nhiều lắm. Bên này thì rau, đồ hộp thì dành cho mấy bạn không muốn no, và mình nghĩ là đừng nên ăn đồ hộp vì nó không tốt cho sức khỏe. Cuối cùng thì thanh toán thôi. Try some nice and different. Giờ thì đi về thôi. Về tới nhà rồi. Thường thì mình đi mua đồ về thì mình đi thang máy lên, vì đồ nặng lắm. Nhưng mà hôm nay thang máy ở chỗ nhà mình bị hỏng nên mình đi bộ lên. Bây giờ thì mình đi đổi nước. Ở bên này thì người ta sử dụng chai cũ để đổi lấy tiền. Nhìn vậy chứ mình cũng đổi được 4 oi. Hôm nay siêu thị hơi vắng. Bây giờ thì mình có ghé vào cửa hàng DM để mua một ít đồ. Không biết là do thời tiết ở Đức hay là sao nữa mà đầu mình nhanh bết lắm. Bye bye mọi người.